nhiên, ví dụ như là sử dụng đu đủ hay là sử dụng mà mặt nạ từ trái cây, thì liệu những cái phương pháp này có thực sự có hiệu quả không ạ? Những cái phương pháp dân gian thì nó cũng mang lại hiệu quả dự phòng và hạn chế phần nào đối với nám da. Tuy nhiên một cái điều quan trọng là mình phải chọn thực phẩm nó đúng. Tuy nhiên thì mình nắm cái nguyên tắc rằng là những cái sản phẩm đấy nó phải chứa các cái hàm lượng vitamin E, rồi là các hàm lượng vitamin A, beta carotene, tiền vitamin A, ví dụ cà rốt, đu đủ, rồi các cái thực phẩm mà chứa cái hàm lượng beta carotene cao, vitamin E cao thì nó có khả năng dự phòng nám tốt nhất. Ví dụ như là lòng đỏ trứng gà, tất cả những cái thứ đấy nó chứa một cái hàm lượng tiền vitamin A rất là cao và nó giúp hạn chế dự phòng được phần nào nám da. Phương Mai có thể thấy rằng có rất là nhiều chị em phụ nữ sở hữu làn da khá là nhạy cảm, thì đâu có dễ dàng để mà đưa những sản phẩm đó trực tiếp lên da đúng không ạ? Mỗi cơ thể thì có thể dị ứng với bất kỳ cái gì, thì trước khi sử dụng thì mình nên dùng thử một cái vùng nào đấy, vùng cổ, những cái vùng da nhạy cảm trước, và sau đấy mình thấy không có dị ứng và không có những cái phản ứng thì lúc đấy mình áp dụng cái phương pháp đấy hàng ngày, thường xuyên, đều đặn. Vậy thì còn việc sử dụng những loại mỹ phẩm thì sao? Kem dưỡng da chiết xuất từ thiên nhiên rồi rất là nhiều các loại kem hiện giờ đang bán trên thị trường, thì liệu có nhanh hơn không? Liệu có an toàn hơn không ạ? Những cái loại kem đấy thì mình phải biết được cái thành phần nguồn gốc. Còn mình mua những cái loại kem mà nó không có nguồn gốc hoặc là chứa một cái hàm lượng thủy ngân rất là lớn. Tại vì cái thủy ngân á, người ta cho phép cái tỷ lệ 1/1000000 trong mỹ phẩm. Tuy nhiên là đối với những cái hãng mà không có nguồn gốc, không có kiểm định thì người ta cho cái lượng thủy ngân rất là cao. Thì cái hiệu quả điều trị nám nó rất là nhanh, khi bôi lên là da nó rất là đẹp. Tuy nhiên nó để lại cái hậu quả là nhiễm độc thủy ngân đối với làn da. Thì về sau da nó có thể có nhiều cái biến chứng khác, nám nặng lên rồi mụn hoặc là ung thư da. Hôm nay thấy rất là nhiều người chị em phụ nữ hiện giờ đang sử dụng những cái loại kem giống như là kem lột da hay là kem tẩy da, thì đúng như bác sĩ nói là hiệu quả đến thì nhanh bất ngờ. Ngay sau khi dùng xong thì những vết nám hoàn toàn biến mất khỏi bề mặt da, nhưng mà sau đó sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái biến chứng khác đúng không ạ? Và Phương Anh nghĩ rằng nám cũng sẽ quay trở lại nhanh. Vậy thì quay trở lại về vấn đề phòng ngừa cũng như là đặc biệt là chữa trị nám cho chị em phụ nữ, thì có những phương pháp nào hiện giờ đang là tốt nhất ạ? Đối với các sản phẩm mà mình lột tẩy như Phương Mai vừa nói thì thực sự ra có thể để lại làn da trước mắt thì có thể đẹp, nhưng hậu quả của nó thì khôn lường. Có thể gây nhiều biến chứng. Khi mình dùng các sản phẩm lột da thì nó chỉ phù hợp với những cái tổn thương sắc tố bề mặt, ví dụ như là tàn nhang, speckle. Còn nám là một cái dạng rối loạn sắc tố sâu hơn. Nên cái việc điều trị mà bôi kem để lột tẩy thì nó chỉ tạm thời thôi. Nó không ức chế được cái melanocyte, thành ra cái nám nó vẫn tiếp tục hình thành. Còn phương pháp điều trị thì tốt nhất hiện nay thì người ta sử dụng laser. Laser nó có một số loại laser. Tuy nhiên cái laser SPECTRA laser có bước sóng 1064 nanomet, thì cái bước sóng này nó ở trong một cái giải mà các cái melanin nó hấp thu rất là mạnh. Thành ra từ đó nó tiêu diệt và làm cắt đứt các cái vòi dẫn melanin từ melanocyte lên da. Vì vậy quá trình điều trị nó hiệu quả hơn. Còn đối với áp dụng điều trị sử dụng ánh sáng, ví dụ như ánh sáng ILOT chỉ hấp thu các cái melanocyte vừa phải. Nên thành ra cái hiệu quả nó không được cao bằng laser SPECTRA có bước sóng 1064 nanomet. Qua nhiều lần tìm hiểu về phương pháp, về các phương pháp để điều trị, thì tôi có đến nhờ can thiệp vào công nghệ của laser, và tôi cảm thấy là nó cũng có sự thay đổi, và mong rằng nhiều lần điều trị thì nó sẽ đem lại cho tôi làn da sáng hơn, để đẹp hơn, để tôi tự tin hơn. Có một cái phương pháp nghe tên cũng khá là hay là phương pháp CO2 đúng không ạ? Thì phương pháp này so với phương pháp laser SPECTRA thì nó có khác gì không ạ? Lúc này bác sĩ còn nói rằng laser SPECTRA hiện giờ đang là phương pháp mà có vẻ là khả quan nhất. Thì những cái điểm mạnh của laser SPECTRA là gì ạ? Ta sẽ sử dụng cái công nghệ laser CO2 để lột tẩy cái nám.
thì thay vì dùng mỹ phẩm lột tẩy thì bây giờ dùng CO2 để lột tẩy. Thì vô hình dung là nó không chọn lọc trên các cái tổn thương sắc tố, nó không tác động trên melanocyte mà nó lột toàn bộ da. Vậy thì cả sắc tố bình thường lẫn sắc tố bệnh lý đều bị tiêu diệt. Vì vậy sau khi điều trị có thể để lại cái một cái làn da mất sắc tố, loang lỗ, chỗ trắng, chỗ đen và thậm chí sẹo. Thật ra laser CO2 để điều trị nám thì bây giờ mình không nhắc đến nữa và mình không áp dụng. Còn đối với ánh sáng E-light, nó có bước sóng khoảng 530 nanomet thì cái bước sóng này nó cũng hấp thu cái sắc tố melanin. Tuy nhiên nó chỉ hiệu quả đối với những cái sắc tố tổn thương bề mặt, speckle dạng tàn nhang, chứ còn nó không tác động lên melanocyte, cái nguồn gốc sản xuất ra melanin. Vì vậy cái hiệu quả điều trị nám nó thấp. Nó chỉ phối hợp thôi. Còn như bác sĩ đã nói, cái laser Specta có bước sóng 1064 nanomet là một cái lựa chọn tối ưu để điều trị nám, tại vì nó tác động chọn lọc trên các melanin, trên các melanocyte bệnh lý, nó không làm tổn thương các cái sắc tố bình thường. Vì vậy sau khi điều trị xong thì cái làn da nó không bị mất sắc tố, không để lại sẹo, thời gian nghỉ dưỡng rất là ngắn. Nếu làn da nhạy cảm thì không mất khoảng một ngày. Còn nếu làn da không nhạy cảm thì các bạn có thể trở lại công việc ngay. Sau đó làn da nó chỉ hơi hồng như mình đi nắng thôi. Nó không có tổn thương. Và quy trình thực hiện công nghệ này có khó không bác sĩ? Có phức tạp không ạ? Cái điều trị nám nó không phải là một lần, hai lần. Tại vì một cái chu trình thay đổi da nó phải mất khoảng 45 ngày. Cái quy trình nó thể thực hiện được 8 đến khoảng 12 lần. Một lần cắt nhau khoảng độ tầm 2 tuần đến 3 tuần tùy theo cái làn da. Thì nó mới mang lại hiệu quả. Còn nếu mà một lần thì không bao giờ có hiệu quả. Cuối cùng thì xin mời bác sĩ dành cho những chị em phụ nữ đang xem chương trình một lời khuyên. Các chị em cần phải có một cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, rồi chế độ chăm sóc da đúng cách. Ví dụ như là bôi kem tránh nắng đúng cách. Rồi là khi mà bị nám thì mình phải lựa chọn một cái công nghệ tốt nhất. Tốt ở đây không có nghĩa là phải đắt tiền, tốt ở đây có nghĩa là phù hợp. Ví dụ như là cái công nghệ đấy là được kiểm nghiệm trên cái người châu Á. Và quan trọng là mình phải kiên trì, kiên nhẫn để điều trị nám. Quý vị và các bạn thân mến, Phương Mai rất hy vọng rằng thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chị em phụ nữ cũng đã tự tìm ra được cho mình những phương pháp thật thích hợp trong việc bảo vệ làn da của mình. Và đặc biệt là nếu như chị em phụ nữ có những vấn đề như là nám da bắt đầu xuất hiện thì chúng ta cũng đã có thể tìm ra được những phương pháp để có thể loại bỏ những đốm nâu đáng ghét này rồi, phải không nào?